Theo đó, tiếp tục giảm số lượng tàu cá trên 91.700 chiếc xuống còn 83.600 chiếc vào năm 2030. Cụ thể, số tàu vùng ven bờ có chiều dài 6 đến 12m là 39.000 chiếc, chiếm hơn 46%. Tàu vùng lộng có chiều dài từ 12 đến 15m là hơn 17.000 chiếc, chiếm hơn 20%. Tàu vùng khơi có chiều dài hơn 15m là 27.540 chiếc, chiếm khoảng 33%. Riêng tàu cá có chiều dài trên 24m là 2.990 chiếc, chiếm 3,6%. Theo lộ trình, số lượng tàu cá của cả nước giảm tối thiểu 12% tổng số tàu cá từ giờ đến năm 2030 nhằm bảo đảm phát triển khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững.